Đó, thấy chưa? Thì thử sức mạnh của cái não này. Để coi thử cái bánh xuyên được cái trứng này nha anh em. VBgame.vn, shop app uy tín, giá rẻ, an toàn tự động. Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thảo Gà đây. Và hôm nay mình sẽ bóc hai món đồ chơi ở bên nước ngoài anh em ơi. Người ta kêu là đồ chơi nước ngoài, nói nước ngoài thôi chứ mình cũng chưa biết là có phải nước ngoài hay không nha anh em. Ấy, đây là cái nỏ anh em, cái nỏ với lại cái cung. Ấy, một cái nỏ với một cái cung nha anh em. Ấy, đồ chơi nước ngoài với giá là như ta. Cái cung là có giá 150, chưa tiền ship nữa, tiền ship nữa là như ta. Tiền ship nữa là 100 mấy anh em, 180 hay sao á. Còn cái nỏ này mình mua với giá là 140.000, là 320.000 là tổng cộng hai cái này nha anh em. Và đơn vị vận chuyển của nó vẫn là một cái đơn vị rất quen thuộc rồi. Đấy anh em, không cần nói anh em cũng biết rồi. Thì là mình rất là bất ngờ về cái nỏ này anh em ơi. Cái nỏ này ấy thì mình thấy nó rẻ quá ơi, là có 140.000 à. Mà ở trên hình nó thấy nó bự quá trời luôn. Mà sao nó gửi về cái đơn hàng cho mình, cái chữ nỏ rõ ràng luôn mà gộp nhỏ xíu vậy à. Mà mình cũng chưa dám khui nữa. Ở qua trên hình nó là bự lắm anh em ơi. Đó, tôi cho anh em coi hình này. Nó bự dã man luôn mà sao cái nỏ này nó gửi về có chút xíu vậy à. Nó kêu là đồ chơi trẻ em. Tôi nghi quá, tôi nghi cái nỏ này bị phèo quá. Đây anh em ơi, ấy đây là cái nỏ này. À anh em thấy nó bự không? Trên hình nó bự dã man luôn. Là luôn tiền ship là 140.000 anh em ơi. Mà sao không hiểu sao nó nhỏ vậy luôn. Giờ tôi sẽ khui thử nha. À quên, còn đây là cái cung. Cái cung này thì tôi hỏi bạn tôi á, nó kêu là không thể nào mà giá 150.000 được ở vì cung mà bán tới 2 triệu mấy 3 triệu không mà. Mà tôi không hiểu tại sao cung này nó rẻ vậy luôn. Nhưng mà nhìn cái tôi sờ sờ bên ngoài á thì thấy nó bự nè, chắc là nó tháo ra gấp vô được á. Không biết là chút nào nó tháo ra xỉ ra sao đây. Nên là thôi kệ. Người ta giao sao thì mình bắt hộp vậy anh em ơi. Mong sao là nó sẽ không bị lừa. Đấy. Rồi, bây giờ anh em muốn giờ cho muốn anh khui cái nào trước? Cung. Cái cung trước hả? À. Thôi, để khui cái nào trước nha anh em. Đấy, đồ bên nước ngoài là nó gơi cái bịch vậy nè anh em ơi. Thấy hai cái này là gơi khác ngày, nhưng mà lại chung dạng bịch. Để tôi nghĩ là đồ nước ngoài là nó khác. Còn ở Việt Nam mà thấy thằng gửi mấy hộp giấy không ạ anh em ơi. Cái nỏ gì mà lại trong hộp giấy thì thấy ghê trời. Trời ơi. Anh em ơi. Anh em thấy gì không? Cho mình tâm chơi luôn nè. Ủa đây cái nỏ hả? Ê, dễ thương quá vậy. Ghê vậy. Cái nỏ gì nhỏ xíu vậy trời. Để coi. Ủa cái nỏ sao chơi? Chơi thử coi. Cái nỏ nhỏ xíu anh em ơi. Cái nỏ gì như cái lỗ mũi vậy sao chơi trời. Còn gì nữa đây? Đây là cái gì vậy? Cái nhít hả? Không biết nữa, đây chắc cái bia quá. Cái bia đâu? Không biết cái gì luôn. Hay là gắn gì được đây ta hay là sao? Ừ, cái gắn vậy đó. Gắn vậy hả? Đúng rồi, gắn gì? Ai biết đâu. Thôi, đỡ tạm bằng bên đi. Nó có cho thêm một cái cọng đỡ mình thay anh em ơi, lỡ bị giãn á. Với cho thêm một cái đường cung này. Đấy, cái đường cung á, đỡ cái này là bị gãy. Với nó cho một bịch tem. À, đây là cái mũi tên anh em ơi. Đây là cái tên của nó. Cái tên của nó nhìn như tem sữa răng vậy anh em ơi. Nói chung là nhà tôi cũng hết tem sữa răng rồi, chắc tôi dùng cái này để làm sữa răng luôn. Đấy, cái tên của nó này, nhìn thấy ghét không? À, thì ra đây là đồ chơi trẻ em hả? Mà trẻ em chơi cái này ghê dữ trời. Còn hai miếng này làm gì đây? Thôi, cái nó là bị lừa rồi anh em ơi. Tiêu rồi. Nó nhìn nhỏ xíu à, không biết bán được không đây nữa. Nó kia là đồ chơi trẻ em, nhìn là ngây ngây rồi. Nhìn cái bọc là ngây ngây rồi. Đây này anh em, nó ghi là đồ chơi nó bằng thép không rỉ như cho bé rồi. Nãy trong cái kia thấy rồi. Trời ơi, không thiếu nấu luôn á. Sao cái hình nó bự dữ ta? Lừa đảo hả? Lừa thị giác. Đánh lừa thị giác anh em ơi. Một cú lừa. Thôi, bây giờ tôi sẽ khui hai cái ra xong rồi tôi chơi luôn một lần nha anh em. Làm tôi mua quá trời trái cây đây luôn. À, anh em thấy không? Là khóm này, bí đỏ, chanh, dưa leo rồi, thanh long rồi. Tôi lạnh nhà tôi có gì là tôi lấy đi ra, tôi phá hết luôn. Mà ai ngồi đâu, cái nói gì sao phá hết mấy cái này ta. Hy vọng cái cung anh em ơi. Rồi, thì tôi sẽ khui cung nha. Ui, cái cung có mèo anh em ơi, cái cung có mèo tốt này. Đấy, cái cung có mèo tốt anh em ơi. Khui ra thử đi. Rồi, hết rồi. Tôi sẽ dục rác đây luôn. Đấy, cái nó là nó tạm bên nha anh em. Rồi, tiếp đến là cái này. Cái này là cái gì đây? Ủa, cung gì kìa?
Đây anh em, chắc đây là công an em ơi. Nói chung là nhìn bên ngoài khá là đẹp luôn. Đấy, màu sắc đồ này khá là ok này. Đấy, đi đeo luôn kìa. Để tôi rút hơi. Ủa, sao ống tròn tròn vậy ta? Cùng đâu? Cùng đâu? Ủa, đây là cái gì vậy anh em? Tôi đặt cái quái gì vậy anh em? Đồ đựng không hả? Đây này sẽ giống đồ đựng cung tên á. Ủa, là cái cung mà sao ra cái đồ đựng cung tên là sao? Ồ, có đồ đậy đậy cái đứt luôn kìa. What the fuck? Vậy cái quái gì vậy? Chết rồi, sao kỳ ta, đơn hàng kỳ ta. Trời ơi anh em coi nè, đúng lừa đảo luôn ơi. Cung tên bắn cung cho tên gì? Cung tên bắn cung cho cung hoạt động ngoài trời. À, anh em nghe rõ không? Là cung tên bắn cung mà. Mà sao nó gửi gì cái gió này là sao ta? Trời ơi đúng rồi, tôi vô không kể anh em ơi. Đây, tôi vô một cái ông bên đây đeo không à. Á, à, tôi vô một ông, ấy, đâu rồi? Tôi vô một cái ông bên đây anh em ơi. Tôi vô một cái ông mà ông đeo cái đây nè. Là tôi tưởng nguyên cung luôn. Ai ngờ đâu vô qua bên đây mới thấy rõ anh em ơi. Là chỉ là cái hộp đựng cung thôi. Sao nó gửi lừa đảo ta? Lỗi tôi anh em ơi. Trời ơi, nó lừa đảo thiệt luôn á trời. Đây giống như kiểu là nó mua lộn xong rồi nó bán lại cho mình hả ta? Nói chung là nhìn rất là giống hình luôn. Đấy, rất là đẹp á. À, y chang hình luôn. Đây có một cái quai, rồi có ba cái ống đựng cung tên. Nhưng mà cái này tôi không có cần anh em ơi. Tôi cần cái cung để phá hư những cái trái cây ở đây mà ta. Chết rồi, giờ sao giờ? Cái này mua giờ làm gì? Ôi cha châu này cầm về nhà thả ống bóng. Sao bữa làm thêm clip thả ống bóng ở đây. Cái ống này để làm không bán bữa hay anh em ơi. Trời ơi mua đây giờ làm gì trời. Sao trời? Chết tôi rồi. Bị lừa rồi. Chút, cho dây rồi bà bạn gốm không? Mà có dùng được đâu. Đúng là cái kết thật là đeo làm anh em ơi. Tốn 180.000. Rồi 180.000 để mua cái này trời. Cái này túi này làm gì đâu. Tốn 180.000 không? Ba ống nhựa nữa thôi mà. Thôi lỡ rồi, lỡ mua rồi cũng phải xài cho anh em xem luôn. Coi thử tôi đeo vô thử cái đẹp không. Để bữa nào mua cung tên sao anh em ơi. Giờ tôi mua này trước nha. Và cung tên tôi sẽ mua sao. Đây là cái bộ, bộ gì ta? Ừ, bộ đeo cung tên. Chứ không phải là cung tên nha anh em. Trời ơi, đẹp lộn rồi. Trời ơi, vậy mà tôi tưởng đâu hôm nay tôi sẽ làm một clip rất là hay cho anh em xem. Nào là nó, nào là cung anh em ơi. Vãi thật, đồ chơi nước ngoài gì kỳ quá. À, đeo vô giày vậy á. Đeo giày hả? Quay từ lần ngoài. Ê, đeo vô giày xong rồi. Cho thấy đẹp không? Đẹp không? Rồi, thôi. Nói chung là thôi lỡ rồi anh em ơi. Đeo này cho bánh anh em ơi. Chứ giờ biết sao giờ. Bây giờ là tôi sẽ tới chơi cái nó. Bây giờ lỡ rồi. Bị fail hai món luôn nha anh em. Fail hai món nước ngoài luôn á. Không tin được luôn á. Trời ơi, tôi hy vọng sáng hôm nay sẽ làm một clip rất là hay cho anh em xem luôn á. Nào là nó, nào là cung. Chuẩn bị nào là mấy trái cây thiệt là đẻ luôn nè. Rồi bánh nè. Thôi bây giờ còn gì chơi gì đó cái đó anh em ơi. Giờ chỉ còn cái nỏ thôi. Tôi sẽ chơi cái nỏ. Giờ không biết chơi sao luôn. Chắc là tôi sẽ ở đây có cái lỗ đây. Đây à, anh em dùng dùng này. À, mình sẽ đút cái mũi tên này. À, cái ta. Đây là cái gọi là cái gì? Cái tên đúng không? Ừ, cái tên vô cái nỏ anh em ơi. Rồi mình kéo cọng dây bỏ vô đây. Nhưng mà rất là đơn giản thôi, vậy thôi. Cái này mà trẻ em chơi là chết luôn á. Không hiểu sao mà để trẻ em chơi được luôn á. Anh em coi tôi bắn được bao xe nha. Rồi, tôi sẽ bắn vô camera nha. Thôi, tôi sẽ bắn lên đây đi. Để sẵn vào đây. Đây, giờ bắn gì vậy? Bắn thanh lam đi cho dễ. Thanh lam đi cho dễ anh em ơi. Bây giờ tôi sẽ bắn nha anh em. Dùng cái nọ nhà xí này của trẻ em là bắn thử cái thanh lam thôi nha. Thì nó có mạnh không nha. Chứ giờ cái cung là fail rồi á. Đeo làm màu thôi chứ cũng chả làm được gì hết. Đấy. Và nhắm thật kỹ anh em ơi. Ui, nó bay vút qua bên xuống cái sông luôn rồi. Lại. Nạp đạn. Nói chung là phát đầu tiên anh em. Tôi bắn bị fail. Bắn bay xuống cái sông luôn rồi. Nói chung là cái tên này nó khá là nhiều nên là không sao. Lãng phí cũng được. Bắn khi nào thành công thì thôi nha.
thì bán đến khi nào mà nó hết thì thôi với lộn. Rồi, tôi xin nhắn thiệt cỡ nha. Trào quên hụt nữa. Bán dơ cho ta hay là đường trào bán ta? Đây. Rồi, để anh bán cho, anh bán dính nó mới được. Tôi nghĩ là lực khá là mạnh anh em ơi. Nó bay ra tới vì xong luôn mà. Tới được cái hàng rào kia luôn ấy. Ôi, tôi sẽ bán gần lại cho chính. Ui, nó không kém được hả? Không, thấy xẹt quá. Em quay được cánh xẹt không vậy? Phèo quá anh em ơi. Do tôi là không phải thiện xẻ. Với lại cái này đồ chơi trẻ em mà nó còn hơi yếu thôi. Với lại mà tôi nghĩ là trẻ em không nên chơi cái này đâu. Chơi cái này là nó bị, tuy là nó yếu nhưng mà vẫn có thể đuôi bắt được. Rào toàn bắn đi đâu không à. Ui, nó bồng lại anh em ơi. Không sao, tôi mang kính mà. Ủa, em đâu mang đâu. Em đứng bên đó đâu, vì sao đâu. Dính nè. Con này nó đú gì hết anh em ơi. Bắn không dính được luôn á. Hay là do trái hành lang ra. Hay đổi trái chanh đi. Để bây giờ không thể rồi nè. Thôi đổi đi. Cái này nó không lúng. Hay bắn gần thôi lúng không. Ui vẫn lúng mà. Ui vẫn lúng mà. Kỳ ta. Ê thôi. Tôi bắn trái vô leo thôi nha anh em. Ấy. Rồi lại nha. Ui Ghê không. Vô lực khá là mạnh. Bắn thủng được dây leo. Thanh leo dao của nó hơi bị bồng xíu. Nên là khó vô. Thì ra tôi bắn rất là giỏi. Nhưng mà do cái thái thanh leo rồi. Giỏi quá. Tuyệt quá anh em ơi. Càng lúc càng thấy sai rồi á. Đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Bắn cờ đó chứ. Cho bắn cái đi. Rồi, để anh chơi. Trước rồi anh chơi sao? Anh bắn mấy cái hai phát à. Hết bịch tâm rồi. Hết bịch tâm cái gì? Ui sao sượt. Bắn bay cái kia nãy luôn anh em ơi, ghê không? Trời ơi, cái dưa leo không bắn thì bắn tem cũ không à. Anh em, nói chung là cái nó này nó phế vãi luôn cho nó nhỏ quá ơi. Ban đầu tôi nghĩ là một cái nó hầm hố giống như trong phim anh em, bắn nó ăn nhìn vừa. Nhưng mà cái này phế quá, nhỏ nhỏ. Bắn nó cứ bị lật rồi, cho tôi ngắm rụng chân nữa. Là được trúng được cả 3 bóng phát gì à. Ấy, đúng là đồ chơi trẻ em cái khác anh em ơi. Nhưng mà tôi không hiểu sao người ta lại bán cái này cho trẻ em chơi luôn á. Bán cái này trẻ em chơi có nước đuôi mắt luôn á. Bởi vì nó lực nó cũng khá là mạnh. Vì xuyên được dưa leo á là anh em thấy cũng ghê rồi. Lúng được trái dưa leo luôn mà. Thì bắn vô mắt cái là chết luôn á. Nên là tôi khuyên là ai mà có con nhỏ hay là gì đó thì đừng có nên mua những cái này cho con em chơi nha. Không có tốt ấy. Với lại là ai mà thấy cái shop nào mà đỡ cung mà giá dưới 2 triệu là đừng có nên mua nha. Bị lừa giống tôi. Rồi bây giờ tôi sẽ thử dùng cái não này để bắn thử luôn cái trứng này không nha anh em. Bắn ở cự ly gần, thử luôn không, còn không lung nữa thôi. Tôi sẽ hoàn thành clip này và kết thúc tại cái trứng này luôn. Rồi bây giờ tôi sẽ thử sức mạnh của cái não này. Để coi thử cái bắn xuyên được cái trứng này nha anh em. Lung nó bể không nha. Ủa em thấy trúng gì vậy? Xẹt hả? Lại nha anh em. Coi thử nó có bể được không? Mà không sao là nó bể được. Đúng rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi, nói chung là trúng qua trứng nhưng mà không bới được nha anh em. Là chỉ có thể xuyên được trái cây thôi. Đấy, xuyên được cái dưa leo này. Rồi, là chỉ như đó thôi. Là tính ra tôi mua hai đồ chơi nước ngoài này về là chỉ có quay cho anh em xem cho vui thôi chứ cũng không làm ăn được gì hết. Không có những cái phe đẻ mắt như là dao chém hay là cái rìu đồ các kiểu nha anh em. Nên là thôi, mong sao là anh em xem clip này thấy hay thì ấn vào nút like đăng ký kênh ủng hộ cho tôi và đừng quên chia sẻ cho tôi một cái để động lực đầu tư mua những cái món đồ khác hay hơn và lẹ cho anh em cùng xem nha. À đâu quá, là tôi sẽ cố gắng gom góp để mua một cái cung tên 2 triệu để giờ bán thử cho anh em xem, với lại là mua một cái nọ khác bự hơn chứ mấy cái này là fail rồi. 300 ngàn hôm nay là coi như mất toi 320 ngàn nha anh em. Rồi bye bye anh em.